Ford Ranger Wildtrak V6 chính thức chào sân, động cơ mạnh hơn nhưng trang bị không thay đổi nhiều, giá quy đổi 1,06 tỷ đồng. Vào 11 tháng 3, Ford Thái Lan đã đồng loạt chào sân hai phiên bản V6 của hai dòng xe chủ lực của mình. Trong khi động cơ V6 của Everest gắn liền với bản Platinum, tùy chọn này trên Ford Ranger xuất hiện trên bản Wildtrak. Ford Ranger Wildtrak V6 có sản lượng không giới hạn, không như Everest Platinum V6 tạm thời chỉ bán 350 xe trong giai đoạn đầu. Động cơ V6 xuất hiện trên Ranger tương tự máy trang bị cho Everest. Cả hai đều sở hữu công suất 250 mã lực, mô men xoắn 600 Nm và đồng hành cùng hộp số tự động 10 cấp. Hệ dẫn động chuyển từ 2 cầu sang 2 cầu toàn thời gian. Tuy nhiên, những thay đổi còn lại trên Ford Ranger Wildtrak V6 ít hơn, đáng kể so với dòng SUV cùng khung gầm. Mâm hợp kim 20 inch mới đi kèm lốp 255, 55:20 và đèn nền nội thất đa vùng là những điểm khác biệt duy nhất, ngoài động cơ so với Ranger Wildtrak thường. Một số trang bị đáng chú ý xuất hiện trên Ford Ranger Wildtrak. Wildtrak V6 có thể kể tới đèn pha LED ma trận, đèn ban ngày, hậu, sương mù LED, gạt mưa cảm ứng tự động, gương bên chỉnh điện, đèn chiếu sàn đón người dùng, ổ điện tại cửa hậu, hay bậc chân tích hợp vào hông xe để người dùng trèo lên xuống bồn sau dễ dàng. Một số trang bị khác có thể kể đến phanh tay điện tử tự động, bàn sạc điện thoại không dây, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, đèn nền nội thất, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hay màn cảm ứng trung tâm 12 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây là một số điểm nhấn chính. Giá bán của Ford Ranger Wildtrak V6 được công bố ở mức 1.519.000 baht, tương đương 1,06 tỷ đồng. Mức giá này nằm gần chính giữa phiên bản Wildtrak cao nhất cũ, 2.0 lít tăng áp kép 1.314.000 baht, 914,2 triệu đồng và bản Ranger Raptor phía trên, 1.800.000 baht, 1,25 tỷ đồng. Ford Ranger Wildtrak đang phân phối ở Việt Nam có giá 979 triệu đồng. Bản Raptor giá 1,299 tỷ đồng, màu H 1,306 tỷ đồng. Có thể dự đoán, nếu mẫu Ranger Wildtrak V6 được phân phối ở Việt Nam sẽ nằm trong khoảng 979 triệu đến 1,299 tỷ đồng này. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra khi Everest Platinum ở Việt Nam không có bản V6. Do đó, Ranger Wildtrak V6 có thể cũng tương tự